Như vậy để định tính các saponin thì mình sẽ hình dung là như thế nào? Mình có một cái mớ có dược liệu ha, mình có một đống dược liệu như thế này, rồi người ta hỏi mình là xác định thử trong dược liệu này có chứa saponin hay không. Đó, người ta hỏi mình như thế. Thì như vậy mình sẽ làm cái gì để mình định tính nó? Thì mình đã học qua là đầu tiên tôi sẽ làm định tính tạo bọt. Đúng không? Tôi sẽ xác định tính tạo bọt bằng cách là tôi sẽ chiết bằng dung môi cồn, tôi bốc hơi cồn rồi tôi hòa lại trong nước, tôi lắc coi tôi có bọt bền hay không. Rồi cái thứ hai nữa là bây giờ tôi khẳng định ở trong đó có cái saponin thì tôi sẽ làm cái phản ứng màu, hoặc là tôi muốn coi thử là cái saponin này có tính phá huyết hay không, tại vì có saponin có khả năng phá huyết nhưng có saponin thì không, đúng không? Thì tôi sẽ xác định phá huyết. Thì như vậy đối với lại cái phản ứng màu thì chúng ta sẽ có những cái phản ứng như sau. Mình đã học qua phản ứng Sankovsky, Lieberman, Bestra, Caprice, Roland Taylor, đúng không? Và có thể thực hiện trên sơ cứu lớp mỏng để kiểm tra. Thì cái này á, là nó cô cũng đang làm như thế này. Thì ở Việt Nam mình á, có một cái dược liệu có tên là đảng xanh, hay còn gọi là xăm dây ngọc linh hay đảng xanh. Thì để cô coi thì cô có thể share cái màn hình cho các bạn. Mình thì nó là nó khác với lại cái của cái đảng xâm mà gọi là đảng xâm Bắc ha, đảng xâm mình thì mình là cô nhớ hình như là Codonopsis sabanica ha, Codonopsis sabanica thì các bạn tìm cái dược liệu nó đảng xâm là cái này. Bây giờ cô sẽ share cái màn hình cho các bạn coi cái đảng xâm. Là các bạn thấy cái đảng xâm chưa? Thấy cái đảng xâm này chưa? Rồi. Đấy. Thì cái đảng xâm Bắc á, thì đảng xâm Bắc, cái đảng xâm mà chúng ta nhập từ nguồn Trung Quốc á, thì trong đó nó sẽ có cái nó có saponin các bạn ạ. Nhưng mà cái đảng xâm mà của Việt Nam mình á, thì nó là một cái loại khác, thì người ta không biết là trong cái mẫu người ta có saponin hay không. Thì người ta mới gửi cái mẫu này cho cô ha, người ta gửi hai cái mẫu bột. Hiện tại cái này là xăm dây ở trên trồng rất là nhiều ở cái Lâm Đồng và đặc biệt là phía Kon Tum á, Kon Tum ở núi Ngọc Linh Kon Tum này là người ta trồng rất là nhiều. Thì người ta hỏi cô là trong mẫu người ta có saponin hay không. Và như vậy thì cô đã chuyển cái mẫu dược liệu này và cô hướng dẫn cho các cái anh chị nghiên cứu viên ha, để mà anh chị làm cái thí nghiệm này giúp cô bằng cách là đi xác định cho cô thử là có tạo bột hay không. Thì cô đã hướng dẫn các anh chị là sẽ lấy cái bột dược liệu này chiết xúc với lại ethanol ha, và sau đó thì cô đến cắn rồi hòa lại trong nước, lắc để tính tạo bọt xem có hay không. Cái thứ hai là cô bảo các anh chị làm tiếp với cô, đó là thực hiện phản ứng Lieberman Bestra. Thì phản ứng Lieberman Bestra là cái phản ứng mà dung môi hòa tan là chlorophọt và đi anhydride acetic, có nghĩa là hòa tan các dạng saponin kém phân cực hoặc saponin. Do đó thì cô bảo các anh chị một chiếc cồn cao độ rồi chiết xong thì dùng dung môi hữu cơ, đó là chlorophọt và anhydride acetic hòa tan cái cắn đó, lọc rồi cho vào ống nghiệm để làm cái phản ứng và xem thử là cái phản ứng Lieberman này xem thử là nó có xuất hiện cái vòng hay không ha, xuất hiện cái vòng nhẫn. Và cái thứ ba là cô muốn các anh chị kiểm tra giúp cô là sắc ký lớp mỏng. Như vậy dùng cái dịch chiết ethanol đó kiểm tra cho sắc ký lớp mỏng và sử dụng cái thuốc thử thì vanillin acid sulfate để xem thì nó có vết thông thường. Nếu nó dương tính thì nó sẽ hay có vết màu tím. Đấy, thì cô bảo các anh chị làm thế nào cho cô. Thì nếu mà định tính mà ra có saponin thì cái bước tiếp theo người ta sẽ hỏi cô là cô Vân ơi định lượng giúp tôi thử trong đó hàm lượng saponin toàn phần là bao nhiêu phần trăm. Thì thông thường mà sẽ làm những phương pháp đơn giản nhất là phương pháp cân, bởi vì ở đây chúng ta không có chuẩn cho nên chúng ta không thực hiện bằng phương pháp BOC được, mình sẽ làm phương pháp cân. Bây giờ mình sẽ đi vào đối với phản ứng Sankovsky thì cái mẫu mình chỉ cần hòa trong chlorophọt thôi ha, và sau đó nhỏ H2SO4 để kiểm tra cái màu đỏ tím sẫm. Và chú ý là khi thực hiện thì cái màu của phản ứng nó sẽ không có rõ như phản ứng Lieberman, cho nên sau này khi làm với saponin thì người ta làm với Lieberman Bestra hơn. Thì phản ứng này ban đầu cũng làm định tính saponin cholesterol, các bạn nhớ không? Hồi đó cô có nói về cái phản ứng này trên cái đăng trên cái tạp chí Nature, thì để người ta định lượng cái cholesterol trong mỡ máu.
Và đối với cái phản ứng này thì người ta có cải biên từ phản ứng của Lieberman, đó là Lieberman thì hòa tan cái trong anhydride acetic, còn phản ứng Lieberman thì bây giờ người ta sẽ cải tiến bằng cách dùng phật chloroform và anhydride acetic, và sau đó nhỏ H2O4 đang dọc theo thành ống nghiệm. Thì khi mà người ta thực hiện cái phản ứng này ha, người ta thực hiện cái phản ứng này thì ban đầu người ta hay dùng cái CLX để người ta định tính. Thì đối với CLX thì lớp trên nó sẽ có màu xanh, lớp trên nó thường có màu xanh. Tuy nhiên sau này người ta gặp phải đó là một số dược liệu khi người ta thực hiện nó có saponin thuộc khung cái saponin của nó thuộc khung cái triterpen như là bột kết thì nó vẫn ra màu xanh luôn, cho nên người ta không còn khẳng định là xanh thì là CLX mà màu tím, màu đỏ, màu nâu là triterpen. Rồi cái anhydride một rất là sản gì để làm khang môi trường và để pha loãng các 2-4 để cho cái màu sắc nó rõ hơn. Và người ta cũng có thể thay thế cái anhydride bằng cái dung môi khác ha, miễn là dung môi này đồng tan với chloroform. Cơ chế thì có nhiều đề nghị mà chưa rõ ràng về kỹ thuật thực hiện, thì các bạn chú ý là phản ứng này là một cái phản ứng cực kỳ nguy hiểm. Khi thực hiện phản ứng này ở trên cái trần của phòng thí nghiệm bùn môn thường hay xảy ra những vết ú, vết loang cháy ở trên đó là do H2O4 đậm đặc là bắn thẳng lên trên cái trần nhà. Thì mình sẽ rất là ngạc nhiên, ủa sao tự nhiên trong ống nghiệm mà bắn lên trần nhà vậy? Bạn nào có biết không? Bạn nào có thể giải thích được lý do không? Chắc là chơi trong nó có nước rồi còn ống nghiệm không sạch đó. Gần. Có cái ý khác không? Kiểu không nhớ chi tiết nhưng mà có phải là kiểu H2O4 hay bị bắn ngược lên hả cô? Thì do tính hút nước cao của nó đúng không? Là như thế này, thì cái ống nghiệm này là mình sẽ cho thấy là môi trường khang, nhớ là thực hiện tất cả đều môi trường khang hết, ống nghiệm khô, dịch chiết khô, mọi thứ đều không có nước, nhỏ H2O4 từ từ đậm đặc lên, thấy xuất hiện bầm nhẫn dương tính, sau đó đem khoe với cô ơi cái ống nghiệm em dương tính rồi nè, chấm đò đạt, ok em đi rửa ống nghiệm đây. Thì ngay lập tức theo thói quen cầm cái ống nghiệm này lại cái lavabo, hai cái bồn rửa, mở vòi nước rửa trực tiếp vào. Thì các bạn thấy nó giống như ở nhà mình vậy đó. Các bạn nấu một cái nồi nước ha, các bạn cho vài giọt dầu, cho dầu vào trong nước không sao. Nhưng các bạn đun một cái chảo dầu, các bạn nhỏ nước vào thì sao? Bắn lên luôn. Trong trường hợp này cũng vậy. Nếu cái thau nước cho axit vào pha loãng được, nhưng không ai đi đổ nước vào axit thì các bạn đổ như vậy thì sao? Nước, cái axit này sẽ sôi, nó sẽ bắn lên trần nhà. Và quá trình bắn như vậy nó đâu có bắn đơn giản bắn lên trần nhà đâu các bạn, nó bắn vào mặt các bạn, nó bắn vào mắt các bạn. Và bộ môn đã từng xảy ra trường hợp khi thực hiện phản ứng này và phải đi cấp cứu vào bệnh viện mắt, và trần nhà thì loang lỗ ở trên đó. Thế thì bác đi học lại thì đã được sơn lại rồi ha, không sao. Nhưng mà đúng là cô nghĩ là nên để lại để cho cái dấu tích mà nhắc nhở các bạn rằng là đã từng làm như thế, các bạn hiểu không? Rồi cái này thì các bạn cái này sau nha. Và ngoài ra thì phương pháp định tính mà người ta sử dụng nhiều nhất bây giờ đó là kỹ thuật xuất khí lớp mỏng và kỹ thuật xuất khí lỏng hiện năng cao. Thì kỹ thuật này á, nó có rất là nhiều ưu điểm và cô cực kỳ thích kỹ thuật xuất khí lớp mỏng bởi vì rất là nhanh chóng, tiện lợi, dễ làm, đơn giản, rẻ tiền vân vân. Thì hiện tại ở trên bộ môn mình đang thực hiện một cái dịch vụ để kiểm nghiệm cái xăm Ngọc Linh đó, bạn xăm Việt Nam. Thì hiện tại là rất nhiều người người ta lo ngại cái mẫu người ta là giả mạo, với xăm là giá có thành quá đắt. Thế thì mình hay kiểm nghiệm cho người ta
Thì cái từ sắc kiến nước mỏng là một cái kỹ thuật rất hữu hiệu và trả lời nhanh chóng cho người ta trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, có thể cho người ta biết mẫu người ta là mẫu thật hay mẫu giả, chất lượng như thế nào. Anh Tết cũng sẽ cho các bạn xem cái minh họa. Ngoài ra, ngoài cái việc là định tính như thế hay kiểm nghiệm như thế, thì người ta cũng có thể dùng cái sắc kiến nước mỏng để kiểm tra thử là sắc kiến so sánh với một cái chất chuẩn hoặc một chất liệu chuẩn ha, hoặc là có thể kiểm tra quá trình triển khai sắc kiến cồn hoặc là kiểm tra tinh khiết. Nói chung là sắc kiến nước mỏng được ứng dụng rất nhiều bộ môn, từ kiểm nghiệm cho tới hóa hữu cơ, hóa dược, dược liệu, có thể dùng cả dưới hóa lý, có thể là dùng cả dưới sinh hóa, vân vân, người ta sử dụng kỹ thuật này rất là nhiều đây. Rồi đối với sắc kiến nước mỏng thì các bạn chú ý rằng là thông thường thì bồ môn hay chấm, đối với dược liệu thì hay chấm sắc kiến nước mỏng là một cái dạng băng các bạn ạ. Băng là gì? Tức là có chấm một cái vệt dài như thế này, vệt dài chứ không có chấm, vệt dài chứ không có chấm một điểm. Đối với những bồ môn thường kiểm nghiệm khi mà cắm hóa dược thì người ta sẽ chấm một điểm như thế này, bởi vì thành phần trong đó không phải là thành phần phức tạp. Còn đối với lại cái dược liệu có rất là nhiều thành phần để tăng cái độ phân giải của bản mỏng thì người ta chấm mẫu thành băng, bằng cái lớp nó mỏng như thế này và tách ra các thành phần nó rất dễ quan sát. Và kỹ thuật sắc kiến lớp mỏng làm sao cho đẹp thì trong này có ghi và cô cũng có nói lại trong cái phần thực tập, thì cô sẽ không giải thích ở đây nhiều. Đây là một cái mẫu mà cô kiểm tra sắc kiến lớp mỏng của các loài ba nắc. Thì như vậy ở trong đây có 7 cái loài ba nắc khác nhau ha, 7 cái dược liệu có chứa thành các ba nắc khác nhau. Và như vậy khi mình kiểm sắc kiến như thế này thì mình có thể so sánh các cái chuẩn như trên bên này để mình so thử là trong mẫu dược liệu nào thì có cái nào đó. Và kỹ thuật này là kỹ thuật chấm băng, bởi vì khi chấm thì chúng ta sẽ chấm một cái vệt như thế này ha, chúng ta chấm một cái vệt như thế này và chúng ta sẽ chuyển lên là từng vết. Ở trong bộ môn nó có một cuốn atlas về sắc kiến lớp mỏng. Cuốn atlas này cho chúng ta thông tin của cái gì, phân biệt thân tích nhóm hợp chất nào, thì sẽ sử dụng hệ pha động nào, sẽ sử dụng thuốc thử gì. Đấy là người ta có ở trong đó, và các cái hình ảnh minh họa của một số cái dược liệu. Đây là sau khi mà mình nhúng thuốc thử bằng H2SO4, mình nướng lên 110 độ C, 205 đến 110 độ C, thì các bạn sẽ lấy cái bản mỏng này, các bạn soi UV 365 nm, thì các bạn sẽ phát hiện được những cái vết này, nó sẽ rõ hơn. Đây là kỹ thuật sắc kiến lớp mỏng. Như kỹ thuật này người ta gọi là HBTOC, kỹ thuật HBTOC, tức là kỹ thuật high performance thin layer graph, là thin layer graph. Thì cái kỹ thuật này là cho chúng ta thấy cách tiết chúng ta nó tách tốt hơn ha, nó tách đàn cái băng tốt hơn, mịn hơn, cái chất cốt tiết nó không bị trầm lấp. Và ở trong này thì người ta đang so sánh là ví dụ như là nhân sâm, sâm Mỹ, cam thất và sâm Việt Nam. Và người ta thấy rằng trên sắc kiến đồ giữa nhân sâm và sâm Mỹ rất là tương đồng, chỉ có khác là đối với nhân sâm thì có glycinoxid RS, trong khi sâm Mỹ thì có brucinoxid F11. Đây là cái thành phần để có thể phân biệt một cái bản mỏng mà sinh viên mình chấm cô giáo thực tập. Thì khi mà các bạn lên bộ môn thực tập cái bài saponin á, thì các bạn sẽ được thực hành trên các cái mẫu dược liệu saponin, đó là các mẫu sâm gồm có nhân sâm, tam thất, sâm Mỹ, sâm Việt Nam và các hỗn hợp chuẩn, còn có chuẩn RG1, MR2, NR1, RD và RB1. Đây là các hỗn hợp có chuẩn để chúng ta có thể so sánh. Thì đây là một cái bản mỏng không được đẹp, bởi vì khi các bạn chấm xong á thì chấm cũng tương đối đấy, mà khi mà các bạn đi nhúng thuốc thử thì các bạn nhúng vào trong cái thuốc thử lâu quá thì dẫn tới là các vết vệt nó bị loang ra, nó bị chảy ra. Làm như vậy thì các cái chất của chúng ta nó bị kéo vệt, nó chảy ra như thế này. Các bạn chú ý là làm cẩn thận. Đây là một cái chuyên luận trong dược điển Mỹ về cái sâm Mỹ, gọi là American Ginseng. Thì American Ginseng là một cái rễ của cây Banach quinquefolius, sâm Mỹ. Yêu cầu là không được chứa dưới 4% saponin toàn phần tính trên khối lượng khuôn nguyên trạng. Thì để mà làm định tính thì người ta dùng cái cao chiết sâm Mỹ và người ta cũng so sánh với cao chiết sâm Hàn. Vì sao? Các bạn thấy chiết sâm Mỹ với sâm Hàn nó khá là tương đồng, cho nên người ta sử dụng hai cái này để người ta chấm. Và người ta sẽ sử dụng hai hệ pha động này và pha động này nữa. Và hệ pha động, một hệ là sử dụng cái lớp lower face là cái lớp dưới, và một hệ là sử dụng upper face là lớp trên. Lower face bởi vì trong này có chứa thành phần chính là chloroform, là upper, bởi vì thành phần chính là có chứa là embutanol. Và khi chấm như vậy thì người ta dùng cái kỹ thuật người ta gọi là fingerprinting.
Fingerprinting là kỹ thuật mà mình thấy rằng là dùng cái cao chiết của dược liệu này so sánh với cao chiết của dược liệu kia, thì người ta so sánh nếu bên này có bao nhiêu vết ha thì bên kia có bấy nhiêu vết tương đồng, là người ta so sánh như thế. Thì cái kỹ thuật mà fingerprinting á thì nó có một cái ưu điểm mà trong dược liệu Mỹ người ta sử dụng rất là nhiều á, là mình sẽ thấy là khi mình kiểm thì mình kiểm rất nhiều thành phần chứ không phải một hai thành phần. Còn đối với sự sử dụng một cái chất chuẩn thì mình chỉ nói là trong đó có chất đó thôi. Cô ví dụ các em kiểm hoa hòe, các em kiểm với rutin, các có với rutin của các em làm sao để dám khẳng định đó là hoa hòe, trong khi các nhiều thành dược liệu khác cũng có rutin ở trong đó, ví dụ như thế ha. Cho nên là người ta sẽ đưa ra cái tiêu chuẩn tẩy, hay là tinh chi, tức là tam thất các bài mắt notogen stem. Thì đối với tam thất trong dược liệu này nó quy định đó là sử dụng cái ginsenosis ARG1 làm chất, và đồng thời nó sử dụng thêm một cái cao chiết chuẩn của ba mắt nitrogen stem nữa để so sánh. Và như vậy lúc này nó sẽ so sánh các cái band của các thành phần so với ginsenosis ARG1 đó, hay là Asian ginseng, đó là nhân sâm. Thì đối với nhân sâm thì cái hàm lượng saponin nó thấp hơn nhiều, các bạn thấy không? Và người ta sử dụng đó là cũng là cái chuẩn và arbutin và exin để chuẩn ngoại ha, để người ta so sánh. Rồi thì đối với lại cái bản mỏng, các bạn nhìn như thế này, đây là một cái dịch có hỗn hợp của các saponin của cái cấu trúc không cấu trúc protobenax sodium, và ở dưới này là protobenax triol nha các bạn, ở dưới này là triol. Thì khi mà xuất ký lớp mỏng, kỹ thuật này là HPTLC, các bạn thấy là cái độ phân giải tách rất là tốt ha. Ở bên trên là người ta dùng cái soi UV sau khi nướng mỏng mỏng nha. Ở bên dưới là sử dụng ánh sáng thường. Thì chúng ta thấy rằng các cái saponin có độ phân cực nó khác nhau như thế này ha. Nó có độ phân cực. Cô có một sự nhầm lẫn ở đây. Ở đây là có cả protobenax sodium và triol luôn nha các bạn. Ví dụ cái nào là diol, là cái cấu trúc này nè, cái này là Rb1, B2, B3CD là diol, Rg1, Rf, Rg2, cái này là triol nè ha, Rg5 là triol, diol, F1 là pseudolysinosis F11 á, thì cái này chính là ocotylon, RO là khung axit oleanolic. Thì các bạn thấy cái thứ tự AB nó tăng dần không? Thì cái này là do khi mà người ta phân lập các saponin này thì người ta mới đặt cho nó cái tên gọi dựa vào cái độ phân cực của nó. Dựa vào cái độ phân cực của nó thì người ta đặt cái tên gọi như thế. Rồi, bây giờ mình đi tiếp. Đây là kỹ thuật người ta định tính, thì người ta sử dụng cái chuẩn là ginsenosis RF và F11 ha. Để người ta so sánh đâu là nhân sâm, đâu là tam thất, đâu là sâm Việt Nam, thì người ta so sánh cả các sâm Việt Nam. Và ở trong này thì người ta ghi cái mẫu này là Wild Vietnam Mission Center, thì theo cô nghĩ là người ta đã sử dụng sai một cái chuẩn của sâm Việt Nam. Người ta đã có lẽ là cái người cung cấp mẫu là cung cấp sai, chứ sâm Việt Nam chuẩn nó không có như vậy ha. Kỹ thuật tiếp theo đó là kỹ thuật trong này cô muốn nói cho các bạn thêm một cái thông tin. Thì đây là một cái bản mỏng so sánh giữa 3-4, thì là cái mẫu của nhân sâm, 5-6 là mẫu sâm Mỹ, 5-6 là sâm Mỹ, 7-8 là cái mẫu tam thất. Thì các bạn thấy rằng ở trong này thì cái thành phần này là thành phần ginsenosis ARG1, gần như tất cả các mẫu sâm đều có ARG1 với cái nồng độ khác nhau. Sau đó nó có cái ginsenosis RD và RB1. Thì các bạn thấy một cái vấn đề như thế này, tất cả các sâm đều có thành phần đó, cho nên khi nếu chúng ta sử dụng các cái chất đó làm chất chuẩn thì chúng ta không thể phân biệt là sâm này với sâm khác được. Các bạn hiểu chưa? Đó là lý do vì sao người ta sử dụng cái gọi là dịch chiết sâm chuẩn để người ta so sánh cái bát tình, nó giống như là fingerprinting vậy đó. Bây giờ định tính bằng với cái xuất ký lỏng hiệu năng cao, thì các bạn thấy là xuất ký lỏng hiệu năng cao của cái thành phần saponin hơn so với xuất ký lớp mỏng, đó là chúng ta có thể so sánh về thời gian lưu chính xác hơn và có thể coi được cái phổ UV. Tuy nhiên cái phổ UV của cái saponin nó rất là kỳ, đó là không giống như các hợp chất flavonoid chúng ta sẽ có những cái đỉnh hấp thu cực đại, thì cái phổ hấp thu UV của saponin nó là vậy nè, nó càng độ sóng càng thấp thì độ hấp thu càng tăng, chứ nó không có cái nó không có cái nó không có cái chuyên biệt ha.
Đấy, thì về định lượng thì như cô nói có thể định lượng bằng phương pháp cân, phương pháp đo quang, phương pháp phổ UV, phương pháp sắc ký lớp mỏng, hoặc là phương pháp biểu suy lớp bắt đầu giờ khác nhau, hoặc có thể định lượng bằng phương pháp acid laser trong trường hợp cái saponin mình nó có tính acid hoặc tính laser. Thì đối với phương pháp cân thì mình sẽ dựa vào phương pháp đó là sau khi tôi loại các tạp kém phân cực và tạp phân cực thì còn lại chất thành phần đó là saponin toàn phần. Phương pháp này nó có một số sai số là đó là trong trường hợp chúng ta loại không hết tạp thì thông thường là sai số dư, các bạn ha, sai số dư. Trong phương pháp cân chúng ta có thể thực hiện đối với dược liệu như là cam thảo hay là nhân sâm. Ví dụ như trong trường hợp với bột cam thảo, cái quy trình trước đó mình nói đó là sau khi mà mình thay đổi adjust pH 23 thì cái glycine thôi nó sẽ tủa và chúng ta sẽ thu lấy cái này. Về phương pháp cân nó sẽ thấy được rằng là sai số thường rất lớn, bởi vì chúng ta thấy rằng ví dụ như đối với glycine thì không thể nào tủa hết được, đúng không? Và đôi khi có thể tủa một số chất không phải là glycine. Và trong trường hợp nếu sử dụng N-butanol bảo hòa nước để chiết saponin từ sâm thì cũng không phải là tất cả glycine đều có thể tan được trong này, và nhưng mà cái dung hòa N-butanol bảo hòa nước có thể lôi kéo một số cái thành phần phân cực khác vào trong đó. Cho nên định lượng bằng phương pháp cân chỉ nên áp dụng trong một số trường hợp, đó là gì? Dược liệu chứa chủ yếu là saponin, và dược liệu có hàm lượng saponin cao thì chúng ta mới có thể thực hiện phương pháp này. Đối với phương pháp acid laser thì ví dụ đây là trường hợp của cái saponin có trong cam thảo, thì chúng ta sẽ tạo các cái saponin ở trong dược liệu thì nó có thể tồn tại ở natri, kali, canxi, glycyrrhizat, và người ta sẽ chuyển toàn bộ cái muối đó thành glycyrrhizin ammonium. Thì từ glycyrrhizin ammonium này chúng ta sẽ chuyển thành cái acid glycyrrhizic bằng cái acid formic. Đấy, và sau đó từ gốc axit này chúng ta sẽ định lượng hay chúng ta sẽ chuẩn độ với lại natri chloric ha, để tạo thành các muối natri glycyrrhizat, và người ta sẽ quy lại là với 1 ml AOH sử dụng thì tương đương với 27.4 mg axit glycyrrhizat. Đấy, và đó là cái cách mà người ta định lượng. Thì đối với phương pháp acid laser đòi hỏi cái chất của mình có một cái tính acid laser rõ rệt, bởi vì nếu mà trong trường hợp yếu quá thì chúng ta sẽ phát hiện ra môi trường khang, và sai số có thể xảy ra nếu trong dịch chiết vẫn có những cái thành phần có tính axit hoặc laser khác, và thường thì màu sắc cũng khó quan sát bởi vì trong dược liệu thì đâu phải chỉ có mũi saponin mà còn có nhiều thành phần khác có màu có thể cản trở cái sự chỉ thị. Ngoài ra người ta có thể thực hiện phương pháp đo màu, như thế này. Thì cái phương pháp đo màu này thông thường người ta hay thực hiện đối với trường hợp là genin của tri đặc ben 5 vòng ha, genin của saponin tri đặc ben chẳng hạn, cho nó phản ứng với lại axit đậm đặc thì nó sẽ trả ra một cái dẫn xuất mà nó có cái bước sóng cực đại khoảng 310 nanomet, và người ta sẽ đo cái bước sóng này so với cái đường chuẩn và người ta sẽ tính toán. Ngoài ra thì người ta có thể sử dụng sắc ký lớp mỏng để định lượng. Thì đối với sắc ký lớp mỏng để định lượng thì các bạn sẽ thấy như thế này. Ví dụ cô có một cái họng nhiều, rất nhiều cái mẫu dược liệu như thế này, và đã dù cũng muốn định lượng cái thành phần này thì cô sẽ dựa vào cái cường độ hấp thu của cái bit này. Khi mà sau khi cô triển khai xong thì cô cho cô một cái máy người ta gọi là các mass scanner, thì người ta sẽ là cái máy nó sẽ scan và nó xem cái cường độ của cái vết này nó đậm hay nhạt, và người ta sẽ phóng lên, người ta sẽ chuyển nó qua thành cái dạng bit, và như vậy chúng ta sẽ tính cái diện tích của cái bit này và so với cái đường chuẩn chúng ta có thể suy ra hàm lượng. Thì phương pháp này nó cũng có một số cái sai số, đó là chúng ta phụ thuộc vào cái đèn của mình, cái bước sóng nó có chính cái cường độ sáng, rồi thứ hai nữa là cái chấm của mình thì cái vết này chỉ là một chất hay là nhiều chất ở trong này, chúng ta phải làm sao để xác định được độ tinh khiết của cái vết này thì rất là khó ha. Đó là cách mà chúng ta dùng cái mass scanner, đây là dùng cái TLC. Thì như vậy cái phương pháp này cũng được ứng dụng cái kỹ thuật này trong công nghệ sinh học của các bạn để định được các protein đó. Và trong sắc ký lớp mỏng định được các thành phần thì phương pháp này nó có giá trị giới hạn, nhưng mà nó có cái thông tin là bán định lượng. Đối với lại cái định lượng saponin thì chúng ta có thể thấy rằng là người ta có thể chạy sắc ký rất lỏng hiện năng cao với các loại đầu dần khác nhau. Thì trong cái này thì cái cô coi thử người ta sẽ sử dụng kỹ thuật là sắc BOC ha.
và người ta dùng cái đầu dò để ESD là đầu dò tán xạ ánh sáng bên hơi. Thì như vậy các saponin cho dù có nối đôi hay không có nối đôi thì nó có thể đều bị tán xạ với ánh sáng, trừ khi nó không hóa hơi. Và còn nếu nó hóa hơi thì dung môi thì chúng ta không làm được. Thì như vậy người ta sẽ tính diện tích cái viết này, người ta bình thường được đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua một chút về cái tác dụng công dụng chính của saponin trước khi cô đi đến cái bài glycosidin. Các cô hỏi buổi chiều mình học tới 5 giờ hay 5 rưỡi hay là buổi sáng là 7 giờ tới 11 rưỡi, buổi chiều là buổi chiều tới mấy giờ em? Dạ tới 5 giờ 25 cô. Mà 5 rưỡi ok đủ thời gian. Bây giờ mình sẽ qua cái tác dụng và công dụng chính của saponin. Thì tính ra so với các nhóm hợp chất khác thì saponin có một cái công dụng nó khá là rộng ha. Ví dụ như là kết thúc lông đàm, trị ho. Bây giờ cái mùa Covid thì các bạn thì thấy rằng một trong những cái bệnh nhân, đa số một số triệu chứng của bệnh nhân đó là cái triệu chứng ho rất là phổ biến và điển hình ở bệnh nhân Covid. Thì cô cũng đang theo dõi cho một bệnh nhân nam 30 tuổi thì em này là bị trị ho khá là nặng ha. Và chỉ số SpO2 thì trồi sụt liên tục ấy. Thì cái ho của bạn là ho khan và ho rất là dữ dội thành từng cơn ấy. Thì như vậy khi mà sử dụng một số cái cao chiết dược liệu hay có chứa những cái dược liệu như thế này thì nó cũng giúp cho cái vấn đề trị ho nó có thể cải thiện. Nhưng mà thường như vậy thì cái trị ho này nó hơi hướng đến là ho có đàm, bởi vì saponin nó có tính chất là lông đàm đó. Và cái tác dụng thứ hai đó là tác dụng bổ dưỡng tăng lực. Thì cái tác dụng này rất điển hình cho các dược liệu thuộc họ nhân sâm, ví dụ như cái dược liệu đó là cái đinh lăng này. Dược liệu đó là đinh lăng hay là dược liệu của nó là cây nhân sâm, ví dụ như vậy đó. Thì những cái hay là mình học cái cây mà hủ gia bì, đó là những cây thuộc họ nhân sâm, thì tác dụng chung của nó là bổ dưỡng và tăng lực. Thì có thấy sâm nó cũng có cái trong cái thời cái có một số các bệnh nhân mà bị Covid thì khi cho dùng nhân sâm thì nó cũng có cái sự hỗ trợ rất là nhiều, đó là nó làm cho tăng sức đề kháng của bệnh nhân, tăng lực lên thì người ta có thể chống chọi được bệnh. Thì cái này nó nên được dùng ở cái giai đoạn là vừa mới chớm bệnh, là chúng ta sẽ tăng cái dinh dưỡng của mình lên, không phải chỉ dùng nhân sâm đâu mà ăn uống thật nhiều ha, để tăng cái sức đề kháng lên. Thì đó là cái tác dụng thứ hai. Tác dụng thứ ba đó là tác dụng tăng kích thấm. Thì các tác dụng này được sử dụng rất là nhiều trong làm tái dược, trong kỹ thuật điều chế vaccine. Cái này cô cũng có nói cho các bạn rồi đúng không? Đã nói trong cái bài trong cái phần giới thiệu về saponin. Và cái tác dụng thứ tư đó là tác dụng kháng viêm. Thì tác dụng kháng viêm có trong cam thảo, và cam thảo nó tác dụng kháng viêm cũng khá là rõ, hay là ngưu cốc thì ra acetylenolic. Thì những cái tác dụng này hay ứng dụng điều trị viêm khớp, thì chẳng hạn ví dụ ngưu cốc thì người ta hãy điều trị viêm khớp. Bây giờ mình sẽ qua cái tác dụng lemon sẹo. Thì cái này ấy, là các bạn thấy hồi năm 2 khi các bạn học cái cây đông má không? Thì mình có một cái chế phẩm lemon ma đề casol. Đây là một cái dạng tiếp kem, trong đó nó có cao chiết của rau má, thì có rất là nhiều cái acetylcholic. Thì cái này nó giúp cho cái vết thương nó mau 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 lên nhanh, mau lành và
Đặc biệt là có ngoài ra thì nó cũng có tác dụng bảo vệ gan. Trong cái rau má thì có một số chế phẩm từ cái chế rau má có tác dụng bảo vệ gan. Tác dụng gì? Các là nhuyễn thể thì các bạn thấy là mình đã học là tác dụng độc với lại cái như là sáng, như là các loại ốc đó, các bạn thấy không, cá rồi đấy, đấy. Sáng rồi đó mình ta sử dụng cái tagudin ha. Và tác dụng bảo vệ thành mạch thì nó tương tự như tác dụng của vitamin B và tác dụng của flavonoid ha. Và tác dụng kiểu hormone sinh dục thì cái này mình thấy là cái dioxinin là một nguồn nguyên liệu để bán tổng hợp lên cái progesterone đó các bạn nhá. Đấy. Ngoài ra còn có một trong cái tập lê hay là mí giò, đó là những cái dược liệu mà người ta hay sử dụng, là có nguyên liệu để bán tổng hợp với các thuốc steroid. Rồi tác dụng kháng khuẩn thì cái này cũng có trong cái saponin của rau má ha. Và tác dụng kháng nấm nữa thì người ta thấy bằng tác dụng kháng nấm của saponin steroid thì nó sẽ mạnh hơn saponin như gạch đen ha. Thì như vậy thì chúng ta thấy cái tác dụng của saponin rất là nhiều, và có rất nhiều cái dược liệu saponin được sử dụng làm thuốc và trên thị làm cái dược liệu trên thị trường ha. Và bây giờ cô sẽ đi qua cái phần là dược liệu có chứa hợp chất saponin nha. Thì các bạn mình để lan một chút đi, rồi mình sẽ quay vào cái bài dược liệu có chứa saponin.